Đây nha các bạn, những con spa này của mình đây. Chỗ này nó hoàn toàn cực kỳ khỏe luôn nhé. Đứng cầu cao thì rớt cầu cái bay ngược lên cầu trở lại luôn nhé. Đấy, cho nên là những mình gả cho anh em toàn gả những con nó đứng trên cầu rất là tốt như thế này mình về bán nhé. Đó, nó phải bay khỏe cỡ đó. Thì mình với gửi cho anh em nhé. Gửi những con như con vừa nãy nhé. Về rất là tội anh em luôn, không biết chăm thì mấy bữa là nó chết à. Chưa? Đây là con spa vằn tiếp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn anh em thấy không? Con bên này là con ưng ngắn nhé các bạn. Đây là ưng ngắn trống nhé. Ăn trống nhưng mà con này trống rất là to luôn. Chưa? Rồi ok, mình như anh em mua spa của ai thì các bạn cũng phải kiểm tra kỹ vậy nhé. Đấy, như con này chưa? Bay cỡ này cơ mà. Như này thì các bạn mình gửi chim đi Sài Gòn hay là Bình Dương, Bình Phước thì không bao giờ nó chết được nhé. Còn những cái con mà yếu yếu như vừa nãy gửi là chết liền đó nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay thì mua được mấy con spa các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt mình vào dây chân cho nó nhé. Đây là con spa trống. Những con này thì mình phải thử con chim xem nào, con chim nó có khỏe không, có bay được không á. Nếu mà nó khỏe nó bay được thì mình sẽ vào dây chân và cho nó lên cầu đậu nhé. Con này có vẻ khỏe này. Con này thì chắc là lên được cầu rồi. Con chim mà nó vỗ cánh khỏe như vậy nó sẽ lên được cầu nhé. Con nào nó mà yếu là nó sẽ không lên được cầu đâu. Yếu là mình phải thả tự do phải một tuần nhé. Bắt đầu nó hồi lại, bắt đầu nó mới lên được cầu. Minh ơi! Đang mùa spa nha anh em, cho nên là chủ yếu là spa thôi, không có Sika đâu. Spa với lại lâu lâu thì mua được con ưng ấn, nè con bét nhé. Chứ con này thì mình thường mình mua chim về mình sẽ phải dưỡng cho nó khoảng tầm 3-4 ngày, con chim nó phải thực sự khỏe mạnh mới đâu mình mới gửi cho anh em nhé. Chứ anh em mua chim thì nên mua mấy con spa luôn luôn phải để ý rằng các bạn mua chim của ai á, các bạn nên xem nhé. Nếu mà người ta mà con chim mà cọc cầu cao á, cho nó đứng á, các bạn hãy mua nhé. Còn nếu mà người ta mà bó lông đuôi, lông cánh mà người ta vít ở trong cái lồng á, các bạn chớ lại mà mua nhé. Những con đấy thì nhiều con nó không bay được đâu. Mua của mình hay của ai thế các bạn phải để ý nhé. Con chim này nó dính lưới chim đêm các bạn, nó hay bị kẹt cánh, nó bị đau cánh, cho nên là nó không bay được đâu nhá, rất là yếu. Rồi mình sẽ bắt con spa mái ra coi như này.
con mái nó sẽ to hơn hẳn nha các bạn. Con mái là nó cũng đắt hơn con trống một xíu. Khách gọi điện. Đó. Bây giờ mình sẽ ấy nhá. Mình thử con này xem nó có bay tốt không đã, lại vào dây chân sau không mất công. Con này thì mình tí mình sẽ phải cho nó ăn nha các bạn. Con nào mình về, nếu mà trừ khi trong diều nó có thức ăn đấy nhá thì mình sẽ không cho ăn, chứ còn con nào về là mình cũng phải cho nó ăn nhá. Con này nó mổ ghê thế. Con mùa 2 này to ghê. Những con vằn vằn này là con mùa 2 nha các bạn. Con mùa 2 thì hay mùa 1 thì những con mùa 2 là săn tốt hơn nhá. Con này thì rất là khỏe này. Nó còn khỏe hơn cả con trống kia nha các bạn. Kinh nghiệm mấy năm bán sơ ba của mình là mình biết. Con nào nó phải bay được cỡ đấy thì con chim nó mới ok nhá. Cho cầu về đứng lên cầu được nha, nó mới bay lên cầu nổi nhá. Con này nó bay khỏe này, chúng ta cầm cẩn thận không là nó bay mạnh nó bung ra liền ạ. Mấy con bổi mùa này nó thay lông xong bắt đầu nó sẽ sang màu vằn kiểu này nhá. Thì thường mấy con mùa 2 này săn thì nó sẽ ấy hơn các bạn, nó có kinh nghiệm săn tốt hơn. Nhưng mà mấy con bổi non thì nó lại nhanh thuần hơn nhé. Mùa 2 nó sẽ nâu thuần hơn một tí, nhưng mà về cái khả năng săn của nó nhanh hơn, tốt hơn, có kinh nghiệm hơn. Nhiều anh em mua chim nhưng mà này không mua dây chân đấy. Ví dụ có sẵn đây không sao, nhưng mà về buộc lông buộc lại thì bọn này nó ấy ghê lắm các bạn. Nó rổ nó bay kinh lắm. Về nếu mà nó yên tĩnh nó cứ nhẩn nha, nó rút cái dây chân các bạn làm nó không chắc chắn là nó rút đứt ạ. Mỗi ngày nó rút một tí, vài ngày nó đứt liền. Con này to ghê ạ. Lông cành nó hơi cong một tí, giờ mình sẽ đi nhúng qua nước nóng cho nó thẳng ra nhé. Đó, mình vừa gỡ cái băng keo đen này, giờ nhúng nước nóng cái là bắt đầu đợi một xíu cái là nó tút ra liền. Không cần phải gỡ ấy. Đợi cái mũ của nó cho cái rồi giờ ấy. Đây là con spa các bạn. Đây là con spa trống. Trống thì mắt đỏ, cái này là mùa 2 mắt nó chuyển sang màu đỏ nhá. Mùa 1 nó là bổi non thì mắt nó màu vàng nhá. Sang mùa 2 nó thay lông xong sẽ mắt nó màu đỏ nhá.
Con này thì vừa nãy mình bắt mình thấy cái anh kia anh vất trong lồng bắt đầu cho nó một con chim á, cho nó một con chim chích bông hay con gì nó ăn no lắm rồi. Con này thì tí mình sẽ không phải cho nó ăn nữa nhé, mình chỉ có thử xem nào cái khả năng bay của nó có tốt hay không để mình vào dây chân nhé. Đây, các bạn thấy diều nó no căng vậy không ạ? Con này bay yếu này các bạn này. Bây giờ các bạn cầm một chim mà nó không vỗ cánh thì biết nhé. Đấy, nó có vỗ cánh đâu. Chưa? Con này chắc chắn là nó dính lưới lâu chứ các bạn. Mấy con khỏe là nó vỗ cánh vào mầm á. Đấy, các bạn thử không? Những con dính lưới các bạn mua, các bạn gặp người ta bán nó không uy tín á. Những con này gửi cho các bạn này. Giờ yeah, không bao giờ nó bay được nhé. Đấy, các bạn nếu mà vào dây chân mà treo là nó sẽ treo cầu là chết liền ạ. Con này thì mình sẽ thả vào trong cái lồng kia để cho nó bay trở lại nhé. Con này phải tầm 4-5 ngày nữa nó mới bay khỏe được nhé. Đấy, 4-5 ngày nữa thì mình mới vào dây chân nữa nhé. Bởi vì mình nhìn mình biết mà. Về gửi luôn cho các bạn á, nó sẽ bị các cái hiện tượng như vậy nhé. Còn như thế chắc chắn cánh nó sẽ bị kẹt. Đấy, nó sẽ bị kẹt hoặc là nó sẽ bị làm sao đấy, nó mới bị nhé. Nó với đau cánh nó sẽ không bay được nhé, nó phải mấy ngày nó mới khỏi nhé. Rồi ok, bây giờ mình quay những con chim của mình nó đang đứng cầu cho bạn coi.